Và xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel shop Nguyễn Di Online cho ghẻ ha. Thì hôm nay shop sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn hai dòng sản phẩm đồng giá 25.000 đồng, đó là cái đọc thẻ nhớ và cái tai nghe iPhone 5 màu trắng nha các bạn. Thì các bạn nếu mà các bạn có nhu cầu mua thì các bạn cứ liên hệ với shop mình ha. Giá chỉ 25.000 hai bộ sản phẩm. Bộ sản phẩm này là mỗi cái đều đồng giá là 25.000 các bạn. Thì liên hệ với mình qua Zalo là 0166270801 ha. Mình xin nhắc lại Zalo là 0166270801. Thì các bạn cứ nhắn tin cho mình thì mình sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn ha. Và cái sản phẩm mua tại shop của mình thì mình sẽ đổi trả tin dùng 7 ngày ha các bạn. Và bảo hành thì tùy loại sản phẩm ha các bạn. Thì shop mình thì cái gì cũng có bán, cho nên là các bạn cứ liên hệ với mình. Nếu mua cái gì, muốn mua cái gì thì các bạn cứ liên hệ với mình, mình sẽ inbox giá cho các bạn. Và nếu các bạn thấy được thì các bạn mua, còn không thì cũng không sao ha. Thì bây giờ không nói nhiều nữa, mình sẽ khui hiền cái hộp này ha. Và mình sẽ review cho các bạn xem thử. Mình sẽ khui dưới mông nó đi cho nó đẹp. Đây, đây là mông của nó đi. Khui thì giờ mình khui hiền dưới mông thôi. Đi chà gặp. Hàng này thì nói chung là quá rẻ rồi các bạn ạ. Chỉ 25.000 thôi. Nếu bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình ha. Đây, wow. Đây là cái không thể luôn gửi. Đây là cái tai nghe iPhone ha các bạn. 25.000. Cục này cũng 25.000. Màu quá đẹp các bạn ạ. Đây. Cái này thì xài rất là bền các bạn ạ. Mình sẽ cho các bạn xem một cái cũ mình đã mua rồi nè. Đây. Cái này là kêu bằng là đồ mà đồ cổ đó các bạn. Xài mà nói chung là cái vỏ nó nát hết trơn rồi mà nó vẫn còn cái gột mình vẫn xài đây. Cái vỏ nó đây. Đây, bây giờ mình thấy quá ngon nên mình mua thêm một cái giống như vậy nữa. Nói chung là hàng mà 25.000 mà được như thế này thì không còn gì phải chê hết các bạn. Đó, có nhu cầu thì các bạn cứ liên hệ mình nha. Cái này là đồ đọc thẻ nhớ ha. Loại 2.0 nha các bạn. Một tiếng nghiệm luôn, đẹp quá trời đẹp luôn các bạn. Rồi. Còn cái iPhone này, iPhone 5. Thôi cái iPhone này không cần gì phải chê nữa rồi, iPhone mà chỉ 25.000 thì quá bèo các bạn ạ. Đây. Rồi thì bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình ha. Thì bạn cứ mua và trải nghiệm đi. Chứ bây giờ mà cái này thì mình không thể nào review cho các bạn xem được. Nói chung là hàng này, cái này thì chất lượng. Cái này tạm gọi là chất lượng. Nói chung là giá thì nói chung là tiền nào của đó các bạn ạ. Nhưng mà mình nghĩ là xài cái này tốt. Mình đã có mua rồi. Xài cũng lâu rồi, cái này là mình mua giùm người ta ha. Cái này thì xài nói chung là mọc râu luôn. Vẫn chưa có hề hắn gì nữa. Đạp lên cũng không nhầm nhò gì. Nói đạp không nhầm nhò gì thì các bạn đừng có thử mà dạy dột mà đạp lên bể nát rồi nói ra không có gì thì không, mình không có chịu trách nhiệm nha. Rồi thì nếu mà còn cái thắc mắc gì thì các bạn cứ liên hệ với mình nha. Qua cái Zalo mình vừa đọc đó là 0166270801. Và mình sẽ để cái số điện thoại bên dưới để các bạn thuận tiện liên hệ với mình ha. Rồi. Nếu các bạn có còn gì thắc mắc thì các bạn cứ comment ở phía bên dưới thì mình sẽ trả lời cái thắc mắc của bạn. Và nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì các bạn cứ like và subscribe cho cái channel của mình ha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Tạm biệt các bạn.